vẫn là các bạn quen thuộc. Tuấn Phạm, Nguyễn Trường, Tô Ca, Phương Linh à? Suốt ngày xem video của tôi như thế, có biết là tôi thích lắm đó biết không? Thế nên hôm nay Nhanh Trí tôi sẽ đãi các hảo huynh đệ một video tổng hợp những câu đố hack não xoắn quẩy siêu khó, siêu cute và những pha quay xe cực gắt ác liệt khiến nhiều anh em không kịp trở tay đấy. Xin trân trọng giới thiệu với chúng ta ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng chị Khánh Vy bon bon đi đố vui nhé. Tên tên, câu hỏi về các tỉnh tiếp nối nè. Là một chữ T ở Việt Nam. Tiền Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế. Tỉnh nào dài nhất Việt Nam thì tính tên được quốc lộ 1A. Bắt đầu bởi chữ bờ. Vâng. Bình Thuận. Chính xác. Ô, hai anh chị siêu thế, trả lời nhanh như chớp vậy. Thế câu này thì sao? Các fan Nhanh Trí có biết không nhở? Tỉnh gì không chậm? Lưu ý, đây là câu đố mẹo nhé. Cà Mau, Kiên Giang hay Bắc Ninh vậy? Và đáp án là Cà Mau. Cà lại còn mau thì sao mà chậm được. Và sau đây sẽ là câu hỏi không dành cho những anh em có suy nghĩ đen tối đâu nha. Trong sáng lên mới trả lời đúng được. Con trai có cái gì quý nhất? Ủa, nãy giờ có ai nghĩ là cái ấy không? Bậy rồi, cái nét này kỳ lắm nha. Trong sáng lên các tình yêu ơi, trong con trai quý nhất chả là viên ngọc thì còn cái gì nữa. Câu đố này quen quá quen rồi mà. Mà anh em quê đâu đây? Quê đâu mà toàn người đã sinh lại còn thông minh thế nhở? Nhanh Trí hỏi câu nào cũng trả lời được, đúng đỉnh của chóp luôn. Hì, thế giờ thử cái câu hỏi xoắn quẩy này xem anh em có đỡ nổi không nhá. Đường nào dài nhất? Đường vào tim em mùa đông ra. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Đấy không phải câu trả lời đâu. Nope. Đáp án là đường nào sau đây? Đường đời, đường quốc lộ hay đường cao tốc? Đường mà dài nhất chính là đường đời. Nó có thể bao gồm những điều tốt lành và khó khăn, có vui có buồn, nhưng tất cả đều là một phần con đường của chúng ta. Hãy cố gắng làm ước mơ của mình trở thành sự thật và hạnh phúc trong đường đời của mình các bạn nhé. Chúc toàn thể anh em nhung gấm lụa là, tay cầm tiền tỷ, một đời kiêu sa. Chưa hết đâu, bây giờ mới là câu hỏi thử thách trí thông minh của anh em thực sự đây. Ma gì mặc đồ đẹp nhất? Ma nơ canh, ma cà rồng hay ma cương thi? Chỉ cần 0,001 giây thôi là nhiều anh em biết ngay rồi chứ gì. Ma nơ canh chứ còn gì nữa. 10 điểm, 10 điểm. Nãy giờ mới thông minh cấp 1 thôi, bây giờ muốn thông minh cấp 2 hơn cả đứa bạn bên cạnh thì nhất định anh em phải vượt qua câu hỏi số 5 này nè. Buồn cười là buồn hay vui vậy? Hả? Ủa, hay nhở? Đã buồn lại còn cười, nghe cứ ngược đời kiểu gì nhở? Bạn cho rằng là làm sao? Thử coi cái clip này đi, xem ai cười trước nhá. Đi đâu hết rồi nhở? Báo học giỏi, báo chăm ngoan, báo mãi là fan Nhanh Trí đâu hết cả rồi. Chiến ngay câu đố oan ta là fan này nhé. Con gà có tất cả bao nhiêu cái răng? Ha ha, Nhanh Trí đánh lừa các bạn xíu thôi. Con gà thì nó làm gì có răng đâu. Chính vì thế, chúng nó mới phải ăn thóc, rồi ăn luôn cả sỏi đá để phụ giúp anh bạn dạ dày nghiền nát chỗ thức ăn đấy. Khổ lắm, có răng đâu mà nhai, nên mới phải vậy đó. Hí, trong phút bối rối, có bị Nhanh Trí đánh lừa câu nào không? Cẩn thận câu hỏi sau nha. Ăn gì, chúng mình không cần nhai nhỉ? Không có phương án để lựa chọn đâu, anh em tự nghĩ đề. Tinh tinh, ăn gì không cần nhai à? Ăn đấm chứ còn gì nữa, cái này chắc cho không cũng chả ai muốn ăn đâu ta. Cơ mà cuộc sống nó không giống cuộc đời đâu, nên không phải có mỗi cô gái Hà Lan có sữa đâu nhá, mà một người đàn ông sữa nhiều không kém đấy. Bạn có đoán được đó là ai không? Ông Thọ, ông Thổ Địa hay ông Thần Tài?
nhiên là ông thọ rồi. Sữa của ông có vị ngọt này, sánh thơm béo ngậy, không thể lẫn đi đâu được. Ôi, bánh mì nóng hổi mà chấm với sữa này thì đỉnh của chóp luôn đó. Trời ơi, ta nói ăn một ổ lại muốn ăn đến ổ thứ 10 luôn ý. Ngoài ra sữa ông thọ còn có thể để pha cà phê nè, rồi đánh đá sữa chua. Trời ơi, vân vân và mây mây tác dụng luôn. Bạn nào đã từng thử vị của sữa ông thọ chưa? Comment điểm danh dùm nhanh chi với. Tiếp theo là một câu đố có thể xoắn não cấp 10 luôn nha. Nếu mà bạn không trả lời được thì chắc không phải hảo hán rồi. Ố, có một con chuột mà không phải chuột, giống heo mà không phải heo, đó là con gì đây? Bạn nghĩ nó sẽ trông như này chứ gì? No. Đây không phải là đáp án đâu bạn ơi. Nope. Túm lại thì đó là con gì? Hết giờ rồi. Và đáp án của bạn là gì nhỏ? Tèn tèn tèn. Đầu chuột đuôi heo thì y chả nói đến các con giáp còn gì nữa. Đứng đầu là chuột, đứng cuối là heo. Còn 500 anh em ngồi đây sinh năm con gì vậy? Comment nhỏ cho nhanh trí biết với. Biết đâu trùng với nhanh trí thì chúng mình là chị em cả đời thì sao? Hí, cái khúc này thú vị à nha. Còn ở vị trí số 10 sẽ là câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Đây là gì bạn ơi? Lạ mà quen mà lạ ghê ha. Có ai như nhanh trí không? Đó giờ toàn uống tà tưa Việt quất rồi là bánh Việt quất thôi. Nào có thấy nó như nào đâu. Giờ mình mới biết đó. Nhìn hơi giống quả sim anh em nhỉ. Ăn nó cũng mềm mềm như quả sim ý. Xong cũng tím tím như vậy. Nhưng mà đắt dã man còn ngan luôn. Chắc là hoa quả nhập khẩu đấy các bạn ạ. Nhanh trí nghĩ nhá. Ở đây bạn nào từng ăn Việt quất trên 10 lần rồi, chắc con nhà đại gia đây. Ồ mà đấy, nhắc đến Việt quất thì tự nhiên nhanh trí nghĩ đến tà tưa Việt quất ý. Có ai là tín đồ của trà sữa không nhỉ? Uầy, uống cà phê, quên cả lối về đây chứ còn gì. Uống một ngụm cho đỡ thèm mới được. Câu hỏi tiếp theo hơi bị hack não và cấm tuyệt đối người đen tối nhá. Trên lông dưới lông, tối lồng là một, đó là cái gì vậy? Câu trả lời của bạn là gì nhỉ? Và đáp án của nhanh trí là đôi mắt nha. Nếu vẫn chưa tin thì anh em cứ nhắm mắt vào đi. Trên lông dưới lông, chả lông là một thì còn cái gì nữa. Nếu thấy hay thì đừng quên like video ủn mông nhanh trí nhá. Mà cho nhanh trí hỏi nhẹ cái, ở đây có bạn nào bị cận thị không nhỉ? Ôi trời ơi, cận thị thì câu hỏi sau sẽ không dành cho bạn đâu. Bởi vì bức tranh này chứa rất nhiều con vật, liệu bạn có đủ tinh mắt để gọi tên hết chúng không? Ô, khoai nhở, anh em nhìn thấy có bao nhiêu con thế? Nhanh trí nhìn toét hết cả mắt mới đếm được có 5 con thôi. Có bạn nào tìm được nhiều con hơn không thì comment đi, nhanh trí ngả nón bái phục nhé. Nhanh trí bị cận 3 độ nên có nhìn thấy nhiều đâu. Tiếp đến là câu hỏi nào đây, bộc ngẫu nhiên nhé. Wow, là câu hỏi con mèo nào cực kỳ sợ chuột sao? Thú vị đấy, là Tôm hay Doraemon? Cũng là mèo, nhưng nó lạ lắm. Mèo nhà người ta chạy đi vồ chuột, còn Doraemon lại sợ chuột thôi rồi. Bởi ngày xưa bị chuột cắn mất tai, nên giờ mèo ú thấy là sợ luôn rồi. Rén lắm ý, có dám làm gì chuột đâu. Cái câu hỏi này quá dễ, bọn mình từng biết trong rất nhiều tập trước của nhanh trí rồi nhỉ. Thế còn câu hỏi tiếp theo thì sao? Khá hách não và cần bạn nào giỏi toán đây nhé. Một con cua đỏ dài 15cm chạy đua với con cua xanh dài 8cm. Hỏi con cua nào chạy về đích trước? Ô là la, tìm chọn cua đỏ đâu cả rồi. Xin chia buồn với bạn vì phần thắng đã gọi tên cua xanh. Vì con đỏ bị luộc chín rồi, chạy sao được nữa cơ chúc. Cuộc đua ngày hôm nay khá dài nên câu hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ dành cho bạn nào thực sự thông minh mà thôi. Hãy điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm nhé. Nhanh trí có đáp án rồi đây. Theo ba công thức đầu tiên, ta tính được một đôi giày bằng 10, một người đàn ông bằng 5, hai chiếc khăn bằng 4. Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có một chiếc giày, một chiếc khăn và người đàn ông đi giày cầm khăn. Vậy đáp án đúng là 43 nhé. Các bạn chưa kịp tính chứ gì? Có thể dừng video lại và tính cho kỹ nha. Bây giờ tôi có cả một hàm răng nhưng không có cái miệng nào cả. Tôi là ai vậy? Đố các bạn biết đấy. Tôi
là răng cưa. Là răng cưa chứ còn gì nữa các bạn mình ơi. Có nguyên một hàm răng đều tăm tắp, lại còn nhọn hoắt, mà miệng đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn răng thôi. Câu hỏi cuối cùng, quyết định xem hôm nay ai là người giành được cúp đây. Tôi dài khoảng gần găng tay, được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Tôi thường hoạt động trong một môi trường nóng, ẩm ướt với các mớ thịt. Khi hoạt động, tôi được đẩy tới đẩy lui nhịp nhàng. Khi xong việc, tôi thường để lại lớp bọt trắng. Thường một ngày tôi hoạt động 1 đến 3 lần, nhưng tiếc thay, có khi tôi không được dùng tới. Ủa gì vậy? Là cái gì vậy? Phải tránh xa điểm 1, bỏ tụt điểm 2, tiến một phát lên thẳng thông minh siêu cấp trong sáng mới trả lời được thôi. Và đáp án là bạn chải đánh răng nha. Chúc mừng bạn nào đã trả lời nhanh nhất, đúng nhất đáp án cuối cùng. Phần thưởng ngẫu nhiên là một chiếc cúp danh giá in logo nhanh trí. Video đến đây là hết rồi.